Kính thưa sư, mong sư hoan hỷ giải đáp cho con những thắc mắc sau đây. Con cảm ơn sư rất nhiều. Nếu con cho con gái của con 1.000 đô, không lâu sau con gái con dùng 1.000 đô này đóng góp cho quỹ mổ tim Sài Gòn. Đây là trường hợp 1. Nếu con đóng góp cho quỹ mổ tim Sài Gòn 1.000 đô nhưng trên danh nghĩa, thủ tục, giấy tờ là do con gái con hiến tặng, đồng thời con cũng tác ý rằng việc hiến tặng này là thay mặt con gái thực hiện làm thay cho con gái, tức là trường hợp 2. Thưa sư, trong mỗi trường hợp trên thì con gái con đều tích được phước phần như nhau phải không? Xin thưa là không. Vì các cái chi phần á, ở pháp bố thí của bậc chân nhân nó có chi phần gì? Bố thí tự tay mình làm. Rồi hơn nữa, trong trường hợp của quý vị, trường hợp số 2 nè, là cái đứa con gái của quý vị á, nó có biết chuyện đó hay không? Tức là nó có biết là cái tiền này là tiền của nó, rồi nhân danh nó để mà bố thí có hay không? Hay xin nói ví dụ như là con gái, con đứa con nít nó nhỏ quá, nó chưa biết gì hết, hoặc là một người đang hôn mê thì họ không biết gì cả, thì như vậy á phải nói là rất khó để sư xác nhận là họ có hưởng được một chút ít gì đó hay không. Tức là nếu như có một chút xíu gì đó họ có hưởng được hay không thì sư rất khó xác nhận. Nhưng sư có thể xác nhận một việc như thế này, là cái phước họ nếu có thì cũng rất hạn chế, hoặc thậm chí là không có, bởi vì họ không có chủ ý đó nha. Bởi vì họ không có chủ ý đó. Rồi khi chúng ta xét về việc bố thí thì chúng ta nên xét về trạng thái tâm. Nè, cái người mà bố thí trực tiếp như trong trường hợp 1 á, họ đạt được hai tâm. Một là cái tâm buông xả ha. Tức là họ buông bỏ tài sản, họ biết tài sản đó thuộc về họ, họ cầm tài sản đó trong tay rồi, lẽ ra họ có thể dùng cái đó để họ ăn, họ chơi, họ dùng vào việc họ thích, nhưng ở đây họ lựa chọn từ bỏ. Đó là một nội tâm thiện, không dễ có. Cái thứ hai là cái tình thương, là tâm từ tâm đối với đối tượng. Mà hai trường hợp này á, bằng vào việc tự tay người đó buông bỏ, biết rõ mình có thể hưởng được những dục lạc thế gian bằng số tiền này, nhưng mình từ bỏ vì lòng từ á, cái phước nó lớn. Còn cái kiểu thứ hai giống như mình nghe nói lại vậy đó, giống như cái chuyện đã rồi đó, quý vị biết là cái trạng thái tâm như vậy nó hời hợt. Mà với trạng thái tâm hời hợt như vậy á, cái phước nếu có thì cũng rất hạn chế. Đây là sư đang nói trường hợp là người đó biết nha, tức là đứa con của quý vị biết đó. Thì nó kiểu thì má làm phước thì nhân danh mình thì cũng được hết. Cái tâm, trạng thái tâm rất hời hợt thành, hoặc nếu có thì cũng chỉ được cái phước tùy hỷ thôi. Thành ra là hai cái này là không thể so được với nhau ha. Chứ nó không đơn giản là chỉ 1 9 1 10 hoặc là 8 lạng nửa cân, mà nó là một chỉ là trên trời dưới đất, nó không so được. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì về vấn đề này. Kính thưa Đức Thanh Tuệ, kính thưa quý vị, đây hai cái trường hợp này nè, đây là một cái câu hỏi mở, thưa quý vị, một câu hỏi mở. Bởi vì sao? Khi mà sư nói câu hỏi mở, tức là quý sư ở đây, quý sư sẽ đưa ra những cái trường hợp mà có khả năng xảy ra về yếu tố mà thành tựu phước ít hay nhiều. Rồi quý vị, chính quý vị, chính là thân quý vị nha, là cái người hiểu rõ tâm quý vị nhất.
Và quý vị đánh giá đúng cái phước báo bởi vì tạo cái phước phần quý vị đã tạo được. Nếu mà nói á, là trong trường hợp trên á, thì con gái và con đều được tích phần như nhau ạ. Sư nói sư trả lời á, câu nếu mà câu trả lời sư là sư nói là còn tùy vào cái trường hợp như thế nào. Như sau đây sư sẽ phân tích. Bây giờ quý vị nói là nếu con cho con gái của con 1.000 đô, không lâu sau đó con gái của con dùng 1.000 đô này để đóng cho quỹ Mổ Tim Sài Gòn, đúng không? Thì cái việc á, ngay cái việc quý vị cho con gái của mình đó, đúng không? Rồi con gái quý vị là dùng cái tiền nè đóng góp cho quỹ Tim Sài Gòn nè, thì mình phải suy xét ra cả ngay hai trường hợp thưa quý vị. Hai trường hợp, trong một trường hợp một nữa đẻ là hai trường hợp này. Trường hợp một là sao? Trường hợp một là khi bị cho tiền đó rồi là rồi á, con gái quý vị á làm với cái tâm gì, có nghĩa là quý vị có khuyên làm không, hay là hay có khuyên cô bé này nè là làm không, rồi hay là cô bé này tự làm, và quý vị khuyên cô bé này á là làm nha. Đầu tiên là cái phần siêu tích là khuyên đó, khuyên làm, mà cô bé là này làm với tâm gì cái đó. Thí dụ nó làm với cái tâm mà thôi kiểu như mẹ mình cho mình làm, hay làm cho mẹ mình vui, đúng không? Mình làm cho mẹ mình vui, hay là một cái trường hợp khác là mình làm cái hành động mà mổ tim mình nè để mình có một cái hình ảnh gì đó. Thí dụ mà mình đang cô gái của con cái cô này đi đã đang là cần một cái hình ảnh mà để trong một cái cuộc tranh cử, hay là một cái hay là cho hay là có một cái bài báo mà để cho sự nghiệp mình thăng tiến, quý vị là mấy trạng thái tâm đó. Nhưng mà trạng thái tâm mình sẽ đánh giá tâm lý trí nha, đó làm để có nghĩa là để có được cái danh tiếng đó, danh tiếng thôi đó. Đó là một cái trường hợp mà chúng ta phải suy xét là cái phước báo này thuộc về phước báo mà gọi là lý trí. Lý trí thì sư đã phân tích ở câu hỏi trước rồi, thì phước báo thì thường thường ở lý trí thì nó nếu mà nó may mắn thì vậy thì nó được sanh thiên này nọ thôi, còn cái nó vẫn bị chi phối bởi cái vấn đề mà gọi là trong tam giới, trong sinh tử luân hồi thôi, tại vì nó không hướng đến sự giải thoát mà. Đó là trường hợp một. Rồi trường hợp thứ hai là cái cô bé này đó có được 1.000 đô này đóng góp vì mũ tim, nhưng mà làm với cái tâm hợp chí đi, không là tức là à mình vì cái lòng bi mẫn, như như để đức hạnh tuệ nó, mình vì cái lòng bi mẫn, vì cái lòng thương tưởng, à mình có đủ yếu tố tứ vô lượng tâm, mình mong muốn mình đóng góp này nè. Thứ nhất là mình là tạo phước cho bản thân mình làm phước cho xã hội, và mình có cái niềm tin vào nhân quả, tin vào tam bảo, và mình mong muốn cái phần phước này nè đó, mình khi mình làm á là mình nguyện để thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì tính chất là lại khác, tính chất phước báo là thuộc khác lại khác nha. Đó bên đây quý vị thấy không, ngay cả một cái trường hợp một này nó đã đẻ ra cả hai trường hợp rồi đó. Rồi trường hợp thứ hai là như vậy. Trường hợp thứ hai là quý vị hỏi là nếu con đóng cho quỹ Mổ Tim Sài Gòn 1.000 đô, nhưng trên danh nghĩa thủ tục giấy tờ là con gái con hiến tặng, đồng thời con cũng tác ý rằng việc hiến tặng này là thay mặt con gái thực hiện làm thay cho con gái, khi cái trường hợp này sư hoàn toàn đồng ý với đức hạnh tuệ một cái quan điểm là như vậy nè, là một cái yếu tố rất là quan trọng khi quý vị làm cái hành động đó, cái hành động mà cho con gái quý vị đó, thì quan trọng con gái quý vị là trong trường hợp này có hai cái nữa nha, lại có hai cái nữa là thứ nhất là con gái quý vị biết hay không cái đã, đầu tiên biết không cái đã, biết hay không nha, biết hay không là một trường hợp nha. Rồi sư lại ví dụ trường hợp gọi là biết đi, biết là lại đẻ hai trường hợp nữa, khi mà cô gái đó mà biết á, biết là à tự nhiên hôm nay nói à mà con hôm nay mẹ vừa mới giống như là số tiền đó, thay vì mẹ cho con 1.000 thì mẹ dùng cái 1.000 đó là mẹ tác ý đến con, đến cái quỹ Mổ Tim Sài Gòn đó, thì con hãy ghi nhận sự việc đó nha, đó con hãy sự việc ghi nhận sự việc đó.
là con là người làm phước vậy, làm phước cho quỷ mẫu tim như vậy, có mẹ có ghi tên con rồi số chứng minh dân này nọ cái kiểu này đó. Thì trong trường hợp mà biết nè, trường hợp để biết này nha, cho biết nó đẻ ra hai trường hợp đó là sao, là cô bé này nè, là trường hợp thứ nhất là cô bé này, à trời mẹ con hoan hỷ quá, con rất là hoan hỷ, con cũng có cái dự định từ lâu rồi, con cũng có rất là hoan hỷ với hoạt động mẹ làm đó, thì con cũng giống như là hiểu đạo đi không, mình là mình làm như vậy rất là thiết thực, con cũng mong là với phước báo mà mẹ làm thay cho con vậy đó, con cũng nhận và con cũng mong muốn đó. Ít nhất xin nói ít nhất là phải có niềm tin nhân quả, niềm tin nhân quả rồi có niềm tin vào tam bảo giải thoát hơn sự tư luân hồi. Tại vì sao đó, bởi vì cái đó là yếu tố hợp chí, thưa quý vị, yếu tố hợp chí mới đánh giá được cái quả nó có thù thắng hay không, đúng không, cái quả nó có hơn hơn được nhau hay không đó, thì gọi là hơn hay không đó. Ly ở đây là cái trường hợp mà gọi là đánh giá hơn hay không nằm ở ly trí hợp chí đó. Đó là trường hợp một nha. Trường hợp thứ hai là mình cũng có nói với cô đó, có nghĩa là cái người mẹ cũng nói với cái cô bé này là à, mẹ vừa có làm phước đó con, làm phước 1.000 đô quỷ mua tim đó đó, rồi con ấy nghe con cái gì tên con đó con hoan hỷ nha. Nhưng mà cái cô này nói, cái cô này nơi tâm cô này nói trời ơi trời, nghĩ sao mà tự nhiên, nghĩa là không có nói ra thì mẹ mình buồn lòng, nhưng mà nghĩ đầu hay là thậm chí có thể nói ra luôn, trời ơi mày nghĩ sao tự nhiên đi làm phước 1.000 nó vậy, mẹ con đang cần cái túi sách mới, ví dụ con đang cần cái túi sách LV hay Dior, mẹ cho con đi, mẹ cho con đi chứ nhiên làm phước đó làm chi, đúng không? Thậm chí là con đang cần 1.000 đô đó để con chạy việc thế này thế nọ, con làm nhiều, nhiều nhiều chuyện khác có nghĩa hơn, tự nhiên mẹ dùng 1.000 đô đó thấy thấy nó phí quá, đúng không, bản thân con đang cần này, đang cần để sắm sửa cái này để đi dự sự kiện hay là cho công việc của con thăng tiến đó, tự nhiên mẹ làm đó làm gì chi đó. Thì trường hợp này quý vị nghĩ là cái vị này mặc dù biết đó, mặc dù biết đó, mặc dù là biết mẹ mình có nói cho mình biết, mà biết với cái hiểu đó, quý vị hiểu là phước báo là như thế nào, thì đến đây sư nghĩ đến đây những cái dự kiện mà sư Hành Tại và sư đưa ra chắc cũng tạm gọi là khá đầy đủ rồi. Bản thân quý vị, cái vị mà hỏi câu này hỏi này nè, và có những vị khác các cùng thắc mắc và hỏi này, chỉ cần nghe chậm rãi, nghe tuần tự, nghe đi nghe lại từng cái trường hợp mà quý sư đưa ra, thì quý vị tự đánh giá được đầu tiên là cái trạng thái tâm của người con gái á, là được cho 1.000 đô đóng góp cho cái quỹ mô tim này nè, là cái phước phận á, nó như thế nào, và cái trường hợp thứ hai cũng vậy, hợp thứ hai mình cũng sẽ bản thân mình tự đánh giá được cái trạng thái tâm của mình đó. Tại vì bản thân mình chính là người đánh giá trung thực nhất đúng không? Để mình xem so sánh là cái nào mà nó hơn cái nào, đúng không? Nhưng mà xin nhấn mạnh một lần nữa nha, nó hơn hơn nhau, hơn nhau cái nghĩa là cái dấu hiệu mình nhận biết hơn nhau, hơn nhau mà hơn nhau hay không á, rõ nhất á, là cái đó là nó hợp chí hay là ly chí, cái đó rõ ràng nhất, đúng không? Mặc dù còn ngoài yếu tố khác nữa, yếu tố giống như Đức Thanh Tuệ nói là nếu mà cùng 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 là hợp chí với nhau thì bố thí tận tay thì nó vẫn hơn, đúng không? Vẫn hơn là bố thí không tận tay. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đẹp. Nhắc đến cái quỹ mổ tim thì thành phố mình có một cái quỹ mổ tim của đại gia, với một cái vị đại gia cũng khá nổi tiếng bây giờ. Bây giờ cái quỹ đó thì cũng nghe nói là cũng muốn đóng cái quỹ đó lại. Thì mình hiểu, nói chung hiểu tâm trạng cái kiểu mình làm giúp ích cho xã hội đó, giờ bị đối xử như vậy thì nó cũng nản nản tâm lắm. Nhưng mà nó có hai vấn đề. Là vấn đề thứ nhất á, là mình làm phước, mình làm thiện thì cái đó là ghi nhận, nhưng điều đó nó không có nghĩa là mình được cái đặc quyền đặc lợi nó quá đáng để có thể coi như là một tay che trời, thì nó không có nghĩa như vậy. Mà mình muốn như thế thì nó ai mà cho mình được, trừ khi mình chắc có lẽ qua bên Hàn Quốc hay đại loại như vậy. Còn cái thứ hai á, là khi mình gặp nạn á, tôi nói nha, khi gặp nạn á, cái việc người ta nên làm đầu tiên là tích cực làm phước để vượt qua cái nạn đó, chứ không phải là mình cái việc phản ứng đầu tiên khi mình gặp nạn là mình thôi làm phước.
mà thiên hạ khi họ không hiểu như vậy họ làm ngược lại. Nó cũng giống như là cái hồi mình đói bụng á, đói bụng thì mình lo mình nấu mì gói thì cũng còn đỡ đi, nhưng mà đói bụng thì lo, phải nói là lo kiếm đồ ăn, kiếm cho nhanh, chứ không có ai đói bụng rồi thì đập nồi đập chén đập tô đập hết, tôi đói rồi tôi không có cần mấy thứ đó nữa, thì nó kỳ cục lắm. Thành ra là khi mà sư nghe tin thì phải nói sư rất rất lấy làm tiếc, là bởi vì quý vị thấy đó, có khi chúng ta không hiểu đạo thì tự mình gây đau khổ cho mình. Và tại vì cái vấn đề này thì nó liên quan, mà chắc có lẽ thì quý vị cũng chẳng bao giờ hỏi về cái câu chuyện này đâu, cho nên gặp thì thuận miệng thì nói để chúng ta có thêm bài học thôi. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.